cách xét tần số cho bộ điều khiển đa năng với từng ứng với từng địa loại điều hòa nhé. Thì đầu tiên bạn phải tìm cái mã tần số của cái điều hòa đấy. Ví dụ như đối với mình cái điều hòa Zorc chẳng hạn nhé, thì nó tần số là 775 đến 779. Thì sau khi biết tần số được nó thì mình bắt đầu giữ phím set này. Phím set này 3 giây bắt đầu nó nhấp nháy nhấp nháy. Thì mình mới bấm. Đó. Nó là 75 đến 76 thì bây giờ nó mới tít phát, nó mới nhận tần số ở trên đấy. À, từ 75 nhé, 76 nhé. Đấy là nó trên đấy nó thu tần số rồi. Mình giữ phím set lại coi nào. Rồi. Như ở 776. 777. Ok. Chọn mode. Nó kêu là nó nhận điều khiển à. Đấy, giữ phím set 3 giây và lên xuống để mà chọn tần số. Và tần số thì phải tra Google đứng với mỗi loại điều hòa.